100 lời dạy của Khổng Tử, triết lý nhân sinh tuyệt vời. Kính thưa quý vị, đọc hết mới là kẻ trọng đạo lý, hiểu hết mới mong có được nhân cách hơn người. Những triết lý sống vô cùng sâu sắc được Khổng Tử đúc kết và truyền lại cho muôn đời sau. Khổng Tử là một nhà tư tưởng, nhà triết học, nhà giáo dục, nhà chính trị nổi tiếng người Trung Hoa. Các bài giảng, lời dạy, đoạn thơ và triết lý của ông có ảnh hưởng sâu rộng đối với đời sống và tư tưởng của các dân tộc Đông Á. Người Trung Hoa đời sau đã tôn xưng ông là Vạn Thế Sư Biểu, tức là bậc thầy của muôn đời. Triết học của ông nhấn mạnh trên sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân và cai trị bằng đạo đức, tu thân, tể gia, trị quốc, bình thiên hạ, sự chính xác của các mối quan hệ xã hội, đạo đức và quy phạm làm người, đạo trung dung và các đức tính nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Các giá trị đó đã có được tầm ảnh hưởng lớn trên mọi học thuyết khác ở Trung Quốc như Pháp gia hay Đạo gia trong suốt triều đại nhà Hán. Các tư tưởng của Khổng Tử đã được phát triển thành một hệ thống triết học được gọi là Khổng giáo. Khổng giáo được một người Italia là Matteo Ricci đưa vào châu Âu. Khổng giáo còn được xem là một tôn giáo lớn của loài người, nhất là dân tộc Trung Hoa. Các bài giảng của Đức Khổng Tử được nghiên cứu chủ yếu qua cuốn Luận Ngữ, một tập hợp những mẩu truyện cách ngôn ngắn được biên soạn nhiều năm sau khi ông qua đời, do các học trò của ông ghi chép lại. Trong gần 2.000 năm, ông được cho là người biên soạn hoặc tác giả của ngũ kinh, bao gồm Kinh Thư, Kinh Thi, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu. Trong đó, Kinh Nhạc đã bị Tần Thủy Hoàng đốt mất, nên còn lại ngũ kinh. Những lời dạy quý giá của Đức Khổng Tử. Đọc hết mới là kẻ trọng đạo lý, hiểu hết mới mong có được nhân cách hơn người. Hình hài của mẹ của cha, trí khôn đời dạy, đói no tự mình, sang hèn trong kiếp nhân sinh, buồn vui sướng khổ thường tình thế thôi. Không hơn, hãy cố gắng bằng người, cho thiên hạ khỏi ai cười ai khinh. Có chí thì ham học, bất chí thì ham chơi. Trí khôn tạo nên người, đức nhân tìm ra bạn, thành đạt nhờ đức dày, làm nên nhờ có thầy, đủ đầy nhờ có bạn, gái ngoan nhờ đức hạnh, trai mạnh nhờ cường lực, tươi đẹp lắm người thương, lực cường nhiều kẻ mạnh, dễ thích nghi thì sống, biết năng động thì nên, đủ tài trí làm nên, đủ sức bền thì thắng, biết mình khi hoạn nạn, hiểu bạn lúc gian nguy, nghèo hèn bởi tự ti, ngu si vì tự phụ, tài đức cao hơn phú, hạnh phúc đủ hơn giàu, sống trung tín bền lâu, tình nghĩa sâu hạnh phúc, đủ tài thì đỡ cực, đủ sức thì đỡ nghèo, dốt nát hay làm theo, hiểu biết nhiều thì lợi, hỏng việc thì hấp tấp, va vấp bởi vội vàng, cảnh giác với lời khen, bình tâm nghe lời trách, quá nghiêm thì ít bạn, dễ dãi bạn khinh nhờn, không hứa hão là khôn, không tin rằng ít vạ, làm ơn đừng mong trả, được ơn nhớ đừng quên, nhu nhược bị ép chèn, quá cương thì bị gãy, cái quý thì khó thấy, dễ lấy thường của tồi, của rẻ là của ôi, dùng người tội sinh vạ, đẹp lòng hơn tốt mã, nền nã hơn kiêu kỳ, thận trọng từng bước đi, xét suy khi hành động, hiểu biết nhiều dễ sống, luôn chủ động dễ thành, thận trọng trước lợi danh, giữ mình đừng buông thả, tránh xa phường trí trá, tai vạ bởi nể nang, tài giỏi chớ khoe khoang, giàu sang đừng kênh kiệu, học bao nhiêu vẫn thiếu, hiểu bao nhiêu chẳng thừa, nhân đức chớ bán mua, được thua không nản chí, đủ đức tài bớt lụy, đủ dũng khí chẳng hàn, có vợ đảm thì sang, có bạn vàng thì quý, đói nghèo vì bệnh sĩ, quẫn trí dễ làm liều, tỉnh táo với tình yêu, biết điều khi yếu thế, lo việc nhà chớ kể, ân nghĩa chớ đếm đong, người phúc lộc nhờ nguồn, sống bất nghĩa tai ương, sống bất lương tù ngục, phải cầu xin là nhục, phải khuất phục là hèn, hay đố kỵ nhỏ nhen, hay ép chèn độc ác, lắm gian truân càng sáng, nhiều hoạn nạn càng tinh, với mình phải nghiêm minh,
với chúng sinh thân ái. Đang thắng phòng khi bại, gặt hái phòng mất mùa. Thói quen thường khó chừa, say xưa thường khó tỉnh. Sống ỷ lại ăn sẵn, dễ bạc phân tán mình. Sống dựa dẫm ngu đần, sống bất cần phá sản. Hay đua đòi hoạn nạn, quá nể bạn tai ương. Gia đình trọng yêu thương, sống nhịn nhường hỉ hả. Thiếu tình thương man trá, gắn vàng đá cũng tan. Biết dạy dỗ con ngoan, chịu bảo ban con giỏi. Tinh khôn nhờ học hỏi, cứng cỏi nhờ luyện rèn. Sống vì nhau dễ bền, sống vì tiền đổ vỡ. Rèn con từ mới nở, khuyên vợ lúc mới về. Muốn hiểu cần lắng nghe, khốn nạn quên mẹ cha. Tốt đẹp hãy bày ra, xấu xa nên để lại. Có ích thì tồn tại, có hại thì diệt vong. Nhiều tham vọng long đong, lắm ước mong lận đận. Hay vội vàng hối hận, quá cẩn thận lỗi thời. Biết được người là sáng, hiểu được bạn là khôn. Khiêm tốn là tự tôn, kiêu căng là tự sát. Hứa trước thì khó đạt, hèn nhát thì khó thành. Thù hận bởi lợi danh, tranh giành vì chức vị. Giàu sang hay đố kỵ, tài trí sinh ghét ghen. Tham giàu thì cuồng điên, tham quyền thì độc ác. Vì tiền thì dễ bạc, vì tình nghĩa bền lâu. Người hiểu nói trọn câu, người dốt tâu phách lối. Có quyền thì hám lợi, có tội thường xung xoe. Khờ dại hay bị lừa, nói bừa hay vạ miệng. Đa ngôn thì tai tiếng, ngậm miệng dễ được tin. Hám lợi hay cầu xin, hám quyền hay xu nịnh. Thật thà hay oan trái, thẳng thắn hay bị hại. Thông thái hay bị ngờ, chiều con quá con hư. Tiền của dư con hỏng, giàu mạnh thường thao túng. Nghèo vụng dễ theo đuôi. Người tài giỏi khó chơi, kẻ chơi lười khó bảo. Thành tâm thì đắc đạo, mạnh bạo việc dễ thành. Quân tử thì trọng danh, tiểu nhân thì trọng lợi. Bất tài hay đòi hỏi, lọc lõi khó khiêm nhường. Tình nghĩa thường khó quên, nợ nhân duyên khó trả. Khó thuần phục kẻ sĩ, khó phòng bị tướng tài. Biết chấp nhận thành thơi, hay hận đời đau khổ. Của quý thì khó giữ, con cầu tự khó nuôi. Nhà sư của hiếm hoi, nhà lắm người bạc cạn. Khó gần người quá sạch, vắng khách tại quá nghèo. Dễ nổi danh kỵ hiền, dễ kiếm tiền khó giữ. Kiếp người là duyên nợ, lành vỡ lẽ thường tình. Bại thành từ lực trí, thời gian đừng uổng phí. Biết suy nghĩ sâu xa, con người ta sinh ra lớn lên già cả, rồi bệnh tật mất đi. Cát bụi lại trở về cát bụi, âu cũng là quy luật thường tình của một kiếp người. Sinh, lão, bệnh, tử vốn là như vậy. Tuổi trung niên đã có những bước thăng trầm trong cuộc sống, có những thành công, có những thất bại trong cuộc sống vật chất, cuộc sống tình cảm đôi lứa. Đi qua rồi ngẫm lại mới thấy rằng kinh nghiệm cuộc sống đường đời sẽ mãi là những bài học mới cho tất cả chúng ta, dù ở địa vị nào, số phận nào đi chăng nữa. Sang hèn trong kiếp con người ta, không hơn thì cố gắng bằng người. Các bậc tiền bối dạy đời bằng một quá trình đúc kết kinh nghiệm cuộc sống, chắt lọc từ thực tế mà nên triết lý sống. Ngẫm lại thời gian trôi đi như thoi đưa, không biết bao giờ mới về với ngày xưa ơi. Để rồi cùng ôn lại những kỷ niệm thời niên thiếu, có buồn, vui, sướng, khổ, có điều ngây thơ, trong trắng, chưa vương vấn bụi đường đời.